Ông Giang, Điện ẩn Long đã phá lệ cho tôi không cần nghi lễ mà vẫn được trở thành nữ hoàng thượng kinh này. Thiên Kiều không có gì để đền đáp, nguyện dùng thân mình để kết hôn. Hôm nay tôi không muốn thấy máu. Chỉ cần ông giao nộp phía Đông Thành, mọi người không cần phải đối đầu nhau. Ngươi muốn gì? Ha ha ha, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi ở bên ta một đêm, làm ta thoải mái. Quá đáng, các ngươi dám cả gan phạm thượng. Này, nói sai rồi. Là nam trên nữ dưới. Năm đó nếu không phải điện chủ ẩn long hết sức ủng hộ, cô nghĩ chỉ dựa vào cô một phụ nữ yếu đuối có thể ngồi vào vị trí này trở thành nữ hoàng ngầm. Dừng, hừ, nói nhiều với người phụ nữ hôi hám này làm gì, xông lên. Nếu gặp phải kẻ phản kháng, giết không tha. Động thủ. Điện ẩn long. Không đổi nếu không phải là thiên hạ vô song, không phải chân bảo thế gian không nhận, không phải tuyệt sắc nhân gian không cho nợ. Kim Giao toán bản. Anh là ông Giang. 30 năm trước, nhà Vệ dùng nửa đời tự do làm cầm cố, đổi lấy Vệ Thác gia tăng thọ mệnh 50 năm, có chuyện này không? 50 năm trước, nhà Chu đã dùng 9 phần tài sản, đổi lấy ngôi vị Giang Nam, có chuyện này không? Nếu không phải các ngươi, thời hạn chụp lại chưa đến. Hôm nay, ta nhất định bắt các ngươi trả giá cả vốn lẫn lãi. Xin ông Giang tha mạng. Giang Nam Vương, Dạ Thiên Tử, các ngươi vi phạm thượng cấp, đã là tội chết, nếu không phải thượng kinh cần các ngươi trấn giữ, nhất định chém. Giơ chặt một ngón tay, để làm gương. Các ngươi có phục không? Cảm ơn ông Giang đã tha mạng. Thiên Kiều nguyện đổi hợp đồng hôn ước lấy một tờ giấy cầm. Từ nay hầu hạ ông Giang, bên cạnh ông. Không cần. Không cần phải phục vụ. Ta đã có hôn ước chỉ phúc với trưởng nữ nhà Diệp. Ngươi chuẩn bị sinh lễ cho ta. Phong nhà Diệp thành hào môn số 1 ở Đông Hải. Ban kim lệnh, thưởng tài sản ngàn tỷ. 3 ngày sau, ta sẽ ở Thiên Hạ Lâu trên đỉnh Đông Hải. Kết hôn với trưởng nữ nhà họ Diệp. Đến lúc đó, các người nhất định phải tham dự. Trưởng nữ nhà họ Diệp, tôi phải xem nhà họ Diệp có tài cán gì, dám giành đàn ông với tôi. Từ Thiên Kiều, chuẩn bị máy bay, đi đến Đông Hải. Kính chào ông Giang đến Đông Hải. Kính nên ông Giang giá lâm Đông Hải. Ông Giang, tôi đã chuẩn bị yến tiệc nghênh long tại Thiên Hạ Lâu để đón tiếp ông. Giúp tôi làm một việc, ông có việc xin cứ dặn dò. Năm đó, bốn đại gia tộc nhờ việc thiện mà được sư phụ tôi chú ý, không tiếc vi phạm quy tắc của Điện Ẩn Long, phá lệ vì họ mà đảm nhận không cần nghi lễ. Từ đó bốn đại gia tộc một bước lên trời, hiện nay ngày chuộc lại đã đến. Lập tức triệu lệnh bốn đại gia tộc, các bên người nợ chuộc, cùng đến Thiên Hạ Lầu chụp lại kẻ vi phạm, nhất luật diệt tộc. Nhà họ Diệp lấy hôn ước làm điều kiện đổi. Anh đến để xem mắt à? Miễn cưỡng xem là vậy. Được. Vậy tôi nói ngắn gọn, mặc dù anh trông cũng không tệ, nhưng yêu cầu của tôi rất cao, anh vẫn chưa đạt được yêu cầu của tôi. Tôi khác với họ. Giấy đăng ký kết hôn trong tay tôi là... Giấy đăng ký kết hôn gì? Đừng nói bậy, tôi đã gặp nhiều người, nhưng dám lừa tôi, Diệp Hàn, anh vẫn là người đầu tiên. Cô không phải là Diệp Tuyền, anh... Anh tìm chị tôi. Anh tên là gì? Giang Gia Giang Bắc. Anh rể...
Nghe nói nhà họ Diệp của các người 20 năm trước đã ký với người ta một hợp đồng hôn nhân. Chưa biết là thật hay giả. Quả thực có chuyện này, nhưng đó đều là chuyện cũ, không còn giá trị nữa. Thiếu gia Chu, năm đó nhà họ Diệp không còn đường thoát. Ông nội em bệnh quá lo lắng, tìm bừa thầy thuốc, bị một ông thầy bói già lừa gạt, bảo lấy hôn ước làm vật thế chấp. Nói cái gì mà chỉ có như vậy mới có thể giúp nhà họ Diệp hồi sinh, thật là nực cười. Tiền Nhi à, nói đúng đấy, ông già nhà tôi ấy là bị người ta lừa, mới ký cái hôn ước, giờ ông già cũng không còn nữa. Cái hôn ước vớ vẩn gì đấy, chỉ là tờ giấy lộn thôi. Giấy trắng mực đen, hợp đồng bằng máu. Nhưng bây giờ lại trở thành giấy vụn trong miệng các người. Cậu là ai? Dám tự tiện xông vào nhà họ Diệp của ta. Mẹ! Anh ấy là anh rể. Giang Bắc nhà họ Giang. Trong tay anh ấy còn có hợp đồng hôn nhân ông nội ký. Câm miệng! Ngươi chính là đứa con rơi của nhà họ Giang chết tiệt đó. 20 năm trước nhà họ Diệp đã dùng hôn ước làm sính lễ, đổi lấy một đời phú quý, giờ muốn hối hôn không được đâu. Đi đi đi, tôi không biết cái gì là hôn thư sính lễ, thằng nhóc. Một thiên kim tiểu thư như tiểu thư Diệp, chỉ có tài tử như ta ở kinh đô. Con trai đích tôn của vương gia Giang Nam mới xứng. Chứ không phải là loại phế vật như ngươi có thể chạm vào. Ngươi nên tự biết thân biết phận, lập tức cút đi cho ta. Nếu không ta sẽ không khách sáo với ngươi. Không khách sáo, đúng. Cút ngay. Năm đó nhà họ Diệp cùng đường, van xin đủ điều với sư phụ ta, mới đổi lấy được hôn ước này. Mới đổi lấy nhà họ Diệp từ đó phát triển, vươn lên thành gia đình giàu có. Hiện giờ các ngươi lại muốn bội tín phản nghĩa. Chẳng lẽ không sợ tôi lấy lại tất cả của nhà họ Diệp sao? Ngươi là thứ gì mà dám tuyên bố lấy lại tất cả của nhà họ Diệp? Này, tiểu thư Diệp, đừng vì loại người này mà tức giận hại sức khỏe. Không đến nỗi. Anh ta đã không đi thì chẳng phải vì tiền sao? Chúng ta đưa cho anh ta. Đồ vô dụng, nhìn cho kỹ, đây là 500 ngàn. Cầm tiền rồi cút đi cho thiếu gia này. Dùng tiền để đuổi tôi, thật sự coi khế ước của tôi là giấy lộn à? Giang Bắc phải không? Tôi khuyên cậu đấy, biết đủ thì hãy dừng lại. 5 triệu, đủ cho loại vô dụng như cậu dùng cả đời. Hừ, nếu không cậu sẽ không lấy được một xu nào. Người đâu? Dừng tay. Chị, trước khi ông nội Lâm Trung đã từng nói, khi hợp đồng hôn nhân, trời đất có thể chứng giám. Nếu như hối tiếc, nhà họ Diệp chúng ta nhất định sẽ gặp báo ứng. Cô đàn bà thối tha này nói linh tinh gì thế? Tôi thấy bây giờ, cô nhé, tay chân lại hướng ra ngoài. Cô không chịu được nhà họ Diệp chúng ta tốt, không chịu được chị cô tốt đúng không? Chị, ông nội lúc sinh thời thích chị nhất, sao chị có thể vi phạm lời trăn trối của ông ấy đâu? Đồ đàn bà thối, lúc nào cũng chỉ biết hỏi lời trăn trối. Chị, Diệp Hàn còn trẻ, bị người ta lừa cũng là điều khó tránh. 3 ngày sau, đô đốc Tiêu Dật của Đông Hải sẽ mở tiệc lớn. Không chỉ quyền quý tề tụ, mà ngay cả nữ chiến thần số 1 của nước Đại Hạ cũng sẽ đích thân tới. Hơn nữa, bố tôi còn vì vị đại nhân vật đó dâng tặng chủ nhân Long Ẩn cổ đại thanh kiếm Long Ẩn chấn giữ vận khí nước Đại Hạ. Có gia đình họ Chu chúng tôi ở đây, nhà họ Diệp có thể cao gối không lo rồi. Hợp đồng máu, trời đất chứng giám, nếu vi phạm, trời đất cùng bỏ, nhà họ Diệp hủy ước. 3 ngày sau tôi sẽ thu hồi mọi thứ của nhà họ Diệp. Anh rể, những gì ông nội nói đều là sự thật. Anh rể, ông, anh Giang, ông nội tôi từng nói, dù thế nào đi nữa, hôn ước của gia đình họ Diệp chúng tôi phải được thực hiện. Nếu chị tôi không lấy chồng tôi lấy. Được thôi, nếu cô muốn lấy người không quyền không thế này, con trai nhà họ Giang, thì tôi không quản. Diệp Hàn, con quay về đây cho mẹ. Hôm nay nếu con dám đi theo cậu ta, sau này đừng nói là con gái của mẹ. Mẹ, lần này hãy để con tự quyết định. Con.
Cô thật sự chuẩn bị thay nhà họ Diệp hoàn thành lời hứa, kết hôn với tôi. Ông nội tôi đã nói, nếu chúng tôi không thực hiện hôn ước, nhà họ Diệp chắc chắn sẽ gặp đại họa. Nhưng tôi thấy anh cũng không có khả năng khiến gia đình họ Diệp chúng tôi gặp họa. Tôi chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của ông nội mà thôi. Vậy sao? Ông Giang, tiệc nghênh rồng đã chuẩn bị xong rồi. Tiêu Tiêu đô đốc đã mang đồ đến chưa? Những hợp đồng cầm cố của những người này nên được trả lại. Ngày mai cô cùng tôi đi dự tiệc đón rồng. Chu Thiếu là con trai trưởng của Vương Giang Nam, và tiểu thư Diệp có thể nói là đôi lứa xứng đôi, trời sinh một cặp. Chư vị thúc bá khách khí rồi. Năm đó nếu không phải do ông nội tôi định ra hợp đồng hôn nhân máu, thì tôi và thiếu gia Chu sớm đã ở bên nhau rồi. Ôi trời, cái hợp đồng đó mà, tôi đợi bốn gia tộc lớn đều có, chỉ là để cho vui thôi. Không cần phải nghiêm túc như vậy. Chỉ một tờ giấy cầm cố máu, lại muốn chia trắng 7 phần tài sản của gia đình. Dựa vào cái gì chứ? Đúng vậy. Hôm nay chúng tôi dựa vào đô đốc Tiêu để quen biết người lớn đó, chúng tôi không chụp lại. Hắn có thể làm gì chúng tôi? Diệp Hàn, chào em cũng là nhị tiểu thư nhà họ Diệp. Sao có thể ở nơi đông người, đùa giỡn với người thừa kế nhà họ Giang này chứ? Em không đùa giỡn. Chị à, Giang Bắc anh ấy là một, im miệng. Giang Bắc, Diệp Hàn còn nhỏ không hiểu chuyện. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa cô ấy ra, và tốt nhất là dẹp bỏ những suy nghĩ nhỏ nhen của anh đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tự mình đa tình. Anh, này. Tiểu Ngọc, hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta. Đừng giận vì loại phế vật này. Tôi nói cậu thật sự dám đến. Không sợ chết à? Tránh ra, đừng cản tôi tham gia tiệc. Dựa vào cậu cũng xứng, hôm nay đến tham gia yến tiệc. Ai mà không phải là người giàu có, quyền quý? Ai mà không phải là tài tuấn Đông Hải? Loại vô dụng như cậu, có tư cách gì tham gia yến tiệc Ninh Long? Cậu có biết không, yến tiệc Ninh Long nếu không có tôi, còn có thể gọi là yến tiệc Ninh Long không? Ý của cậu là, thống đốc Tiêu Dực, người mà ông ấy nhắc đến chính là cậu sao? Cậu thật đúng là không biết xấu hổ. Để cưới tôi, gì cũng có thể nói ra được. Chị, Giang Bắc thật sự là người quan trọng, im đi. Bây giờ là lúc nào rồi mà em còn theo anh ấy gây rối? Có phải muốn làm mất mặt nhà họ Diệp, em mới vui không? Chị, anh ấy thật sự là người quan trọng, em tận mắt nhìn thấy. Em có nghe thấy không? Vừa nãy nhị tiểu thư nhà họ Diệp nói gì? Cô ấy nói rằng cậu ta là người có vai vế. Diệp Hàn, cảnh cáo em, đừng làm mất mặt chị ở đây. Chị tin em lần này đi. Nếu chúng ta đắc tội Giang Bắc, nhà họ Diệp chúng ta sẽ gặp đại họa. Im đi. Tuyển Nhi, tiệc vé long sắp đến, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với những người lớn. Ừ. Thằng nhóc, bản thiếu gia bây giờ không có thời gian để ý đến ngươi, biết điều gì, mau cút đi, nếu không thì chỉ dựa vào mày mà cũng xứng. Thằng nhóc từ đâu tới, dám gây rối ở đây, cút ra ngoài. Người trẻ, đây không phải nơi mày có thể làm loạn, không muốn chết thì cút mau. Nếu làm hỏng yến tiệc đón rồng của đô đốc Tiêu, đắc tội với người lớn, ngươi có 10 mạng cũng không đủ chết. 20 năm trước có người ban cho các ngươi phú quý, là để các ngươi dám phạm thượng sao? Nhà họ Triệu nguyện lấy cả dòng họ làm nô, đổi lấy 100 năm hồng vận cho nhà họ Triệu. Gia tộc Nghiêm nguyện dùng tự do của cả tộc, đổi lấy tài sản vạn quán của gia tộc Nghiêm suốt 100 năm. Gia tộc Dương nguyện dùng tuổi thọ của cả tộc, đổi lấy võ đạo tuyệt thế của gia tộc Dương suốt 100 năm. Khi khế ước được ký kết, trời đất làm chứng, nếu hối hận, sẽ phải đền bù gấp đôi. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi đồng ý. Nói nhảm, ta không nhớ cái gì là khế ước.
Hiện nay nhà họ Triệu của ta có quy mô như vậy, toàn bộ đều là nỗ lực của Triệu Diễn ta. Đúng vậy. Thật là nói bậy bạ. Gì mà khi khế ước đã thành, trời đất có thể chứng giám, toàn là vớ vẩn. Câu nói khiến chúng tôi phải đánh đổi nửa đời tài sản và danh vọng. Dựa vào cái gì? Đây, dựa vào khế ước máu này, chỉ dựa vào sự hối hận này là chưa đủ để chịu phạt sao? Im miệng lại đi. Một cái gọi là hợp đồng máu, một cái là sự hối hận chịu phạt. Anh nghĩ anh là ai chứ? Những gì Châu Thiếu Gia nói rất đúng. Cái gì gọi là hợp đồng máu? Cái gì gọi là sự hối hận chịu phạt? Tôi thấy chỉ là cậu đang nói nhảm, làm cho hù dọa. Đúng vậy, chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn nói chuyện lấy lại mọi thứ của chúng tôi. Thật nực cười. Nói mà không biết xấu hổ, cậu là cái quái gì? Cũng dám chỉ trỏ trước mặt chúng ta. Lời nói tốt khó khuyên người đáng chết. Nếu không phải ngày xưa các ngươi đem cả tộc cầm cố, bây giờ làm sao có thể phát đạt như mặt trời ban trưa? Các ngươi không tôn kính huyết khế. Hôm nay ta tuyên bố, các ngươi sau 3 ngày nữa, đem toàn bộ tài sản đi cầm cố. Nếu không hậu quả tự chịu. Chụp lại bằng toàn bộ tài sản. Chẳng lẽ hối hận thật sự có trừng phạt từ trời? Cái gì mà hối hận trừng phạt từ trời? Giả thần giả quỷ. Chẳng phải chỉ là sấm sét thôi sao? Tôi nói. Giả vờ cũng giống lắm đấy chứ. Ồ thì ra là vậy. Tôi đã nói mà. Làm gì có chuyện kỳ diệu như thế? Đại Khánh. Lại để con ruồi này phá hỏng tâm trạng của chúng ta. Nói chuyện với loại lừa đảo này làm gì? Đuổi ra ngoài. Đồ vô dụng. Ngươi dám chọc giận cả 4 gia tộc lớn. Từ nay về sau, tao sẽ khiến mày ở Đông Hải khó mà sống yên ổn, ngay cả xin ăn cũng không có chỗ để xin. Khó mà sống yên ổn, ngươi cũng xứng. Người đâu? Tôi muốn xem xương của tên vô dụng này cứng hay là miệng của hắn cứng hơn. Đánh gãy một tay của hắn cho tôi xem ai dám. Quá đáng, các ngươi có biết hắn là ai không? Anh Giang, Tiêu Dực đến trễ rồi. Xin nhận tội. Giang Giang tiên sinh, Tiêu Dực. Lại nói tên vô dụng này là ông Giang, không thể nào. Đây chính là Tiêu Đô Đốc. Ông ấy lại chào Giang Bắc. Kẻ ngông cuồng có thể có khí phách như vậy, chẳng lẽ là vì Tiêu Đô Đốc? Vô lễ, đám ngu ngốc các ngươi, còn không mau lăn qua đây, xin ông Giang tha tội. Chúng tôi vô lễ, xin ông Giang tha tội. Tha tội. Khi các ngươi vừa định giết ta, không có quyết đoán như bây giờ. Ngông cuồng. Chúng tôi chỉ là nể mặt Tiêu Đô Đốc. Thật sự nghĩ mình quan trọng lắm sao? Dám tuyên bố muốn cắt đường sống của chúng tôi. Ngu dốt ngông cuồng. Chúng tôi là gia tộc căn bản của Đông Hải. Ngươi là cái thứ gì chứ? Cũng dám bảo ta tự sát. Thằng nhóc. Ta là con trai trưởng của Vương Giang Nam. Ngươi dám bảo ta tự sát. Ngươi ngu đến mức nào mà lại nói ra những lời như vậy. Các ngươi tìm thần tiên khó cứu đấy. Nghe thấy chưa? Bác Tiêu cũng không bảo vệ được cậu nữa đâu. Nhóc con, hôm nay ta sẽ khiến cậu chết không toàn thây. Hôm nay ta sẽ khiến cậu chết không toàn thây. Cậu dám đánh tôi? Giết hắn cho tôi. Để xem ai dám. Tiêu Dực. Bố tôi là vua Giang Nam. Cầm miệng. Trước mặt ông Giang. Vua Giang Nam là cái gì? Tiêu Dực. Tôi gọi ông là bác là đã nể mặt ông rồi. Hôm nay anh lại vì tên vô dụng này mà đánh tôi. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho những gì anh đã làm. Trả giá. Hộ vệ. Tiêu Dực. Yến hội Ninh Long sắp tới. Anh lại thiên vị tên vô dụng này. Xúc phạm nhân vật lớn. Nếu để người quan trọng biết được, thì là tội chết. Vậy cậu có biết không? Yến đón rồng này là để đón
tân điện chủ của Điện Ẩn Long. Tiêu Dực, tôi thấy cậu bị ma quỷ ám rồi, tránh ra. Giao thằng nhóc này ra, nếu không thì tôi sẽ không khách sáo với ông. Vua Giang Nam đến. Ba tôi đến rồi. Các người đợi chết đi. Ba. Ba đến đúng lúc. Ở đây. Có người muốn giết con. Tại Đông Hải này. Có ai dám động đến con trai của Vương Giang Nam. Là muốn chết không xong. Châu Hán Đông. Ông Giang. Châu Hán Đông. Ông quả thật nuôi được một đứa con trai tốt. Đồ vô dụng. Tên của ba tôi cũng là do ông gọi. Im miệng. Ba. Con. Giang Nam Vương Châu Hán Đông bái kiến ông Giang. Ông Giang. Giang Nam Vương lại gọi ông ấy là ông Giang. Vương Giang Nam, ngài có nhầm lẫn không? Bố, anh ta chỉ là một đứa con mồ côi nhà Giang. Mau quỳ xuống. Con không quỳ. Tại sao con phải quỳ trước một đứa con mồ côi? Bố, có phải con hồ đồ rồi không? Không phải bố cậu hồ đồ, mà là ông ấy không ngu như cậu. Đồ vô dụng, cậu nói gì? Tôi giết cậu. Nghịch tử, nghịch tử. Thiếu gia Chu, con im miệng cho ta. Anh mau qua đây và quỳ gối xin lỗi ông Giang. Ông Giang. Ông Giang, tôi đã dạy dỗ không tốt. Mong ông Giang. Nể tình tôi tuổi già mới có con không dễ dàng. Tha cho đứa con ngỗ nghịch này một mạng. Tôi không. Con. Đồ vô dụng. Đừng nghĩ rằng cậu có vài mánh khóe là có thể lừa được bố tôi. Thật sự nghĩ rằng cậu đã trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc này. Tôi nói cho cậu biết, yến tiệc Nghinh Long sắp đến. Bất cứ ai giả mạo, làm hại chủ Điện Ẩn Long, đều phải chết. Đứa con bất hiếu. Con đang nói nhảm gì vậy? Mau xin lỗi ông Giang. Quỳ xuống nhận lỗi. Bố, con không nói nhảm. Cậu ấy chỉ là một đứa con bị bỏ rơi. Dựa vào cái gì? Con nói đủ chưa? Chưa. Bố, con thấy rõ ràng ba mắt mờ rồi. Nhận giặc làm cha. Nghịch tử, nghịch tử. Bố, hôm nay con sẽ làm nghịch tử. Người đâu? Bắt lấy đứa con nghịch tử này cho ta. Các ngươi còn đứng ngẩn ra làm gì? Bố, bố già rồi. Nên thoái vị đi. Người đâu? Bắt lấy cho ta. Phải, để xem ai dám. Ông Giang. Giang Bắc. Tôi không sao. Cậu chắc chắn như vậy. Tôi không phải là điện chủ nữa. Nếu cậu là điện chủ, vậy ta chính là tổ tông của điện chủ. Ngươi không có mắt, nói bậy bạ gì đó. Tiêu Dực. Ta thấy ngươi mới không có mắt. Yến Nghênh Long sắp diễn ra. Ngươi là đô đốc. Lại không làm gương giữ gìn trật tự. Còn dám công khai bảo vệ kẻ thừa kế này. Là có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn hại chết điện chủ? Ngươi. Nghịch tử. Đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hại chết nhà họ Châu sao? Bố. Người hại chết gia đình họ Chu chính là bố. Bố thà tin một đứa trẻ mồ côi, cũng không chịu tin con trai của mình. Thưa các vị. Yến hội Nghênh Long sắp diễn ra, nhưng đô đốc Tiêu và Vương Giang Nam bị đứa trẻ mồ côi này mê hoặc che mắt. Nếu việc này bị điện chủ biết được, xin hỏi, có ai trong các ngươi có thể chịu đựng nổi cơn giận của điện chủ không? Thiếu gia Chu nói không sai, cơn giận của điện chủ không phải là thứ chúng ta có thể chịu nổi. Nhà Triệu chúng tôi thề tại đây. Hôm nay nếu không giết tên này, thề không bỏ qua. Nhà Nghiêm chúng tôi cũng thề không buông tha. Nhà Dương chúng tôi cũng thề không buông tha. Nhà Trương ở Hải Thành thề không buông tha. Nhà Trần ở Oản Thành thề không buông tha. Chúng tôi nguyện ý trừ khử tên này. Để bảo đảm yến hội Nghênh Long diễn ra suôn sẻ. Đồ ngu, nếu như ngươi chịu sớm đồng ý hủy hôn, có lẽ vẫn còn có thể rút lui toàn vẹn, mà bây giờ ngươi lại dám giả mạo điện chủ. Ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi cũng xứng. Tuy nhiên ngươi có một câu nói rất đúng. Cơn giận của ta, chúng ngươi tuyệt đối không thể chịu nổi. Đồ vô dụng,
là ngươi. Không tự soi gương mà xem lại mình. Xem mình là loại người gì, ngươi giả mạo chủ điện còn dám phê phán cơn giận, thật nực cười. Ngươi chọc giận thần uy, ngươi đáng chết vạn lần. Chu Hán Đông. Ông Giang, tên nhiệt tử này thật to gan, dám xúc phạm uy quyền của ngài. Hôm nay tôi sẽ cắt đứt quan hệ cha con với hắn, từ nay đuổi khỏi nhà họ Chu. Ông Giang xin hãy đối xử với những người còn lại trong nhà họ Chu. Tha cho một con đường sống, tôi, Chu Hán Đông, sẵn sàng trao đổi ngai vàng. Nghiệt chủng, hôm nay ta sẽ tự tay phế bỏ ngươi. Lệnh vua sao lại ở trong tay ngươi? Tốt, tốt lắm. Thì ra ngươi, đứa con bất hiếu này, đã mong ta chết từ lâu rồi, phải không? Hả? Giang Nam Vương, chỉ nhận lệnh không nhận người, ta xem ai dám ra tay. Ngươi, đừng động đậy. Đồ vô dụng, đến lượt ông, xem ai dám. Hôm nay nếu các người dám động đến một sợi tóc của ông Giang, sẽ bị giết không tha. Chu Trấn, hôm nay có phải cậu quyết tâm tìm cái chết không? Tiêu Dực, tôi nghĩ người tìm cái chết là ông thì có. Tôi tôn trọng gọi ông là bác, là vì nể mặt ông là đô đốc Đông Hải, không phải để ông lấy cớ già cả mà lên mặt. Tiêu Dực, ông đang lấy mạng sống của họ ra đánh cược, đùa à? Lệnh vương ở đây, còn không lui ra, lệnh Giang Nam trong tay ngươi. Không thể ra lệnh cho người của ta đâu, hừ. Phải không? Đừng động, đừng động đậy. Các người, Tiêu Dực, đừng quên, lệnh của vương Giang Nam đại diện cho ai? Chẳng lẽ ngươi muốn họ như ngươi? Mang trên lưng tội danh phản nghịch điện chủ sao? Đồ vô dụng, ngươi chẳng phải tự xưng là điện chủ sao? Chẳng phải cô dựa vào Tiêu Dự chống lưng cho cô sao? Bây giờ sao? Sao không nói gì? Trở thành câm rồi à? Nực cười. Tôi, Giang Bắc, suốt đời làm việc, cần gì ai chống lưng, cứng đầu như vịt chết. Châu Thiếu, cậu đừng phí lời với hắn, chi bằng giết Quách đi cho rồi, nếu không bị điện chủ thấy. Chúng ta cả hai đều không xong. Chẳng lẽ thân phận điện chủ Giang Bắc thật sự là giả mạo? Tiếp đi. Các ngươi cũng xứng. Nói khoác không biết xấu hổ, chết cũng không đáng tiếc. Động thủ, giết hắn đi. Con cháu nhà họ Giang, đi chết đi. Con cháu nhà họ Giang, đi chết đi. Nếu không phải nhà họ Dương năm đó đổi lấy võ đạo tuyệt thế trăm năm, thì với cái tài ba ba chân mèo của ngươi, đều là kết quả của sự nỗ lực của ta, Dương Thương. Hừ. Nỗ lực? Nhà họ Dương các ngươi không xứng làm ô uế hai chữ đó. Chủ gia đình họ Dương này là một đại gia võ thuật ở Đông Hải mà. Tại sao lại? Không lẽ thằng nhóc này ngầm mua chục nhân viên phục vụ ở đây để đầu độc chủ gia đình họ Dương sao? Không thể nào. À, thì ra là như vậy, như vậy, hóa ra là như vậy. Con cháu họ Giang, ngươi dám đầu độc gia chủ họ Dương. Đầu độc? Ngươi đáng chết. Thảo nào lão Dương là một đại gia võ thuật, lại không phải đối thủ của tên này. Không thể cứu chữa là ngươi. Động thủ. Xem ai dám động vào ông Giang, động thủ. Hôm nay ai ngăn cản ta, giết đứa trẻ này, thì đồng tội với phản nghịch, đáng bị xử trảm. Ngay cả bố tôi cũng không ngoại lệ. Trừ khi tôi chết. Nếu có ai dám vô lễ với ông Giang, tôi, Giang Nam Vương, sẽ ra tay trấn áp. Chú Chu, anh ấy chỉ là một di tử của nhà họ Giang, không phải là chủ điện gì cả. Câm miệng. Bố, bố làm gì thế? Tuyền Nhi là con dâu tương lai của bố đấy. Đừng gọi tôi là bố. Tôi không phải bố của cậu. Ông mới là bố tôi, được chưa? Tất cả là tại ông. Bố tôi đúng là bị mỡ heo làm mờ mắt. Ông,
chết cũng không đáng tiếc. Ông Giang, giờ tốt đã đến, xin hãy lấy kiếm. Anh định làm gì? Lấy kiếm? Chỉ dựa vào ngươi, cũng xứng đáng dính vào Thanh Long kiếm. Ngươi làm sao biết ta không xứng đáng? Ngươi đứng lại. Ngươi không xứng đáng. Tiêu Dực, ngươi to gan thật. Ngươi dám dung túng kẻ này, đi chạm vào kiếm ẩn long, ngậm miệng lại. Giang Nam Vương, giờ tốt đã đến. Đông Hải Đô Đốc Tiêu Dực kính mời ông Giang lấy kiếm. Giang Nam Vương Chu Hán Đông kính mời ông Giang lấy kiếm. Lấy kiếm. Lấy kiếm. Sao có thể như vậy được? Lấy kiếm. Không, anh ta không xứng. Một người con mồ côi nhà Giang dựa vào đâu mà lấy kiếm? Tầm nhìn hạn hẹp. Giang Bắc đừng dựa vào chút võ công mà có thể ở tiệc đón rồng, làm càn sao? Kiếm ẩn long chấn giữ vận mệnh đại hạ, không phải người vô song thì không thể chạm vào. Ngươi chỉ là một kẻ thừa kế nhà họ Giang, sao dám chứ? Kiếm là của ta. Ta có gì mà không dám? Có gì mà không dám? Kiếm giận. Long ngâm. Đồ vô dụng, cậu tiêu rồi. Giờ chúng tôi không cần ra tay. Cậu đã chọc giận kiếm ẩn long, đến thần tiên cũng khó cứu. Giang Bắc, anh mau đi đi. Một lát nữa khi điện chủ đến, anh sẽ mất mạng đấy. Đi đâu? Em không phải rất giỏi giả vờ sao? Chị, Giang Bắc không phải. Im miệng. Đồ vô dụng, bây giờ biết sợ muốn đi à? Tôi nói cho cậu biết đã quá muộn rồi, phải không? Đồ vô dụng này đừng có cố chống đỡ nữa. Nếu bây giờ cậu quỳ xuống cầu xin tôi, có khi tôi sẽ trước mặt điện chủ xin cho cậu một lời, để cho cậu được toàn thây. Được toàn thây? Cậu thật sự ngu ngốc đến mức đáng lo ngại. Kiếm nộ cũng được, long ngâm cũng thế, chỉ là cách nó chào đón tôi thôi. Đồ vô dụng, tôi có nghe nhầm không? Cậu lại nói kiếm nộ long ngâm là chào đón cậu? Giang Bắc, cậu thật sự bệnh không nhẹ đâu, làm ơn đi kiểm tra não xem có vấn đề gì không. Kiếm ẩn long là thanh kiếm kề bên của điện chủ tiền nhiệm, đó là sự tôn quý vô thượng. Còn cậu là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Giang, lấy tư cách gì mà nói rằng nó đang chờ đón cậu chứ? Lúc đầu tưởng cậu có chút thủ đoạn, nhưng cái đầu này lại không thông minh. Thời buổi này ngay cả mơ cũng không rõ ràng, còn dám mạnh miệng nói rằng kiếm ẩn long đang chờ đón loại người như cậu. Bố, Tiêu Dực, bây giờ các người còn tin tên phế vật này là điện chủ sao? Kẻ dưới phạm thượng, đáng bị trừng phạt. Giang Bắc, phế vật, bây giờ ngay cả bố tôi và Tiêu Dực cũng muốn trừng phạt cậu. Bây giờ cậu lấy gì đấu với tôi? Giang Bắc, ngoan ngoãn chịu trói đi. Ít nhất có thể giữ cho ngươi một cái xác toàn vẹn. Nếu không sẽ chặt ngươi ra làm tám mảnh. Trời làm nghiệt còn có thể tha, tự làm nghiệt không thể sống. Giang Bắc, ngươi đã nghe thấy rồi chứ? Còn không mau quỳ xuống, cúi đầu nhận lỗi với thiếu gia Chu. Nếu không thì ngay cả xác toàn vẹn cũng không còn. Cầm miệng. Chết đến nơi rồi mà còn không tỉnh ngộ, xúc phạm ông Giang. Người đáng chết là các ngươi. Bố, Tiêu Dực, không tỉnh ngộ chính là các ngươi. Câm miệng. Chu Hán Đông, người nên câm miệng là anh. Tôi vì tương lai của nhà họ Chu, chẳng lẽ sai sao? Tại sao ông thà tin đứa con nhà họ Giang này cũng không tin tôi? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ vì anh ấy là ông Giang. Ông Giang, Tiêu Dực, mở to mắt chó của cậu ra, nhìn kỹ cho tôi xem. Cái đồ vô dụng này, tính là ông Giang nào chứ? Anh ta chỉ là một đứa con sót lại của nhà họ Giang mà thôi. Giang Bắc, tất cả chuyện này đều do cậu mà ra. Chẳng lẽ cậu còn muốn giống như một con rùa rút đầu, trốn sau lưng mọi người, để họ chết thay cậu sao? Hôm nay nếu cậu vẫn là một người đàn ông, thì hãy tự xử để tạ tội đi.
Sao lại thế? Sao lại như thế này? Đây là kiếm ẩn long bảo vệ chủ nhân. Chẳng lẽ anh ta thật sự là điện chủ ẩn long? Vừa rồi là kiếm ẩn long bảo vệ chủ nhân. Kiếm ẩn long bảo vệ chủ nhân, chẳng phải là tên vô dụng này. Thân phận của hắn là... Không, tuyệt đối không thể nào. Làm sao mà đứa con này có thể là điện chủ ẩn long? Các ngươi còn không quỳ kiến tân chủ của ẩn môn? Còn đợi gì nữa? Dã thiên tử đến. Ai vậy? Gan lớn thật. Dám làm thanh long kiếm rung động. Dã thiên tử, cậu đến đúng lúc. Giúp tôi bắt kẻ nghịch tử này. Vương Giang Nam, yên tâm. Hôm nay những ai không tôn trọng điện chủ, đừng hòng trốn thoát ra ngoài. Chẳng lẽ tên phế vật này thực sự là điện chủ? Thằng nhóc này, ngươi dám cùng Từ Thiên Kiều, chơi đùa ta trong lòng bàn tay, còn dám giả mạo điện chủ. Ngươi có chết 10.000 lần cũng không đáng tiếc. Dã thiên tử, rốt cuộc chuyện này là sao? Tên khốn này là do Từ Thiên Kiều phái đến để hù dọa chúng ta. Tôi đã ngầm tìm người điều tra rõ rồi. Nếu không thì đã để hắn qua mặt rồi. Không thể nào, Dã thiên tử. Có phải ông đã hiểu lầm điều gì đó không? Nhưng kiếm ẩn long không phải ai ngoài điện chủ có thể bảo vệ, nhóc con. Cậu còn gì để nói? Dã thiên tử, cậu nghĩ tôi cần nói gì đây? Không hiểu chuyện. Dám mạo danh điện chủ. Hôm nay món nợ ngón tay bị chật này cũng sẽ tính sổ với ngươi. Dã thiên tử, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên lời thề rồi sao? Giang Nam Vương, tên này gan to bằng trời. Ngay cả chủ điện cũng dám giả mạo. Một tờ hợp đồng cầm đồ nhỏ nhoi, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Điều này không thể nào. Vua Giang Nam, có gì mà không thể chứ? Hợp đồng cầm đồ anh ta chỉ nhắc đến, chứ chưa hề đưa ra. Giao kèo giữa hai nhà chúng ta, ở Thượng Kinh ai cũng biết. Chỉ cần hỏi thăm là có thể biết rõ. Chẳng lẽ anh quên mối hận chặt ngón tay hôm đó sao? Chặt ngón tay thì có gì đáng hận? Lúc đầu chính chúng ta đã phạm thượng trước. Ông Giang, chỉ là trừng phạt tại chỗ mà thôi. Trừng phạt? Chu Hán Đông, ngươi cũng là một vương gia kinh Giang Nam. Hắn chỉ là một đứa con hoang mà thôi. Một kẻ vô dụng mà thôi. Ngươi sợ hắn làm gì? Đó là bởi vì hắn biết thời thế hơn các ngươi. Dã thiên tử, tên tiểu tử này dựa vào chút mánh khóe. Hết lần này đến lần khác công khai mạo danh điện chủ. Thậm chí còn dám nhúng tay vào kiếm ẩn long. Hôm nay, hậu bối Chu Thần khẩn cầu xuất, tiêu diệt tên tiểu tử này. Ta là Triệu gia Đông Hải, kính xin Dã thiên tử trấn sát kẻ này. Đông Hải Nghiêm gia kính xin trấn sát kẻ này. Tuyển Thành Đái gia kính xin trấn sát kẻ này. Vinh Thành Mã gia cầu xin trấn sát kẻ này. 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 Dám mạo danh điện chủ, còn muốn chiếm đoạt kiếm ẩn long, hôm nay ngươi nên bị trấn sát tại chỗ. Đồ phế vật, đừng tưởng ngươi lừa được kiếm ẩn long, là thật sự là điện chủ ẩn long. Bây giờ cũng phải chết. Con nhà họ Giang, đến bây giờ ngươi vẫn không dám thừa nhận ngươi là giả đúng không? Thế nào là thật? Thế nào lại là giả? Giang Bắc đừng giả vờ nữa. Dã thiên tử đang ở đây trấn áp, hôm nay ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn. Dã thiên tử chỉ huy là Dạ Hành vệ nổi tiếng. Chỉ cần anh ta ra tay thì người này khó mà thoát. Khó mà thoát. Giang Bắc, đã đến lúc nào rồi mà em vẫn còn bảo vệ hắn? Tôi... Đồ nhóc hư, em vẫn chưa hiểu sao. Hắn chính là một kẻ lừa đảo, là một kẻ vô dụng chỉ biết giả mạo người khác. Diệp Hàn, chẳng lẽ em muốn thật sự hại chết nhà họ Diệp mới chịu dừng tay sao? Chị, em không muốn hại chết nhà họ Diệp. Tôi... Đủ rồi, chưa đủ. Buông ra, đồ vô dụng, mày dám ra tay. Đồ vô dụng, buông tôi ra, nếu không tôi sẽ giết anh, nếu anh không cầm miệng, tôi sẽ giết anh ngay bây giờ.
Anh muốn giết ai? Dạ Thiên Tử, anh điên rồi. Ông Giang, thật sự là Ẩn Long. Vua Giang Nam, tôi thấy anh mới điên rồi. Tôi đã điều tra rõ ràng, anh ta chính là một đứa con còn sót lại của gia tộc Giang, sống sót từ tay nhà Tô ở Kinh Đô. Chúng ta suýt bị đứa con còn sót này lừa rồi. Nếu không có đại nhân Dạ Thiên Tử đã chuẩn bị trước, nhận ra trò lừa của đứa con còn sót lại này, chúng ta đã bị hắn lừa. Đứa con còn sót lại của nhà họ Giang, ngươi xong rồi. Ra tay. Ra tay. Ai dám? Vương Giang Nam, anh hồ đồ rồi sao? Đến lúc này rồi, vẫn muốn giúp tên vô lại này. Dạ Thiên Tử, đây là chứng cứ mà anh nói sao? Dạ Thiên Tử, bố tôi bị mỡ heo làm mờ mắt. Đừng quan tâm ông ấy, đồ vô dụng. Tao xem bây giờ ai còn đến giúp mày, giúp. Ngươi có biết đây là vật gì không? Đây đây là văn tự thế chấp. 30 năm trước, nhà họ Vi lấy tự ra đổi lấy 50 năm tuổi thọ cho Vi Thác. Chính là để ngươi không phân biệt đúng sai, để ngươi dám xúc phạm cấp trên, để ngươi bất kính với ta sao? Vớ vẩn, ta hoàn toàn không biết cái gì gọi là hợp đồng này. Đừng có nói bừa ở đây, người đâu? Bắt hắn cho ta. Nếu dám chống lại, giết không tha. Ai ra tay sẽ chết. Ai ra tay sẽ chết. Ngông cuồng. Ngươi dám. Cầm miệng. Đồ không biết sống chết. Tôi vừa nghe thấy tiếng gầm của Giao Long sao. Sao có thể như vậy? Chắc chắn vừa nãy là cái này. Do hậu duệ nhà Giang giở trò. Hậu duệ nhà Giang. Ngươi dám giả thần giả quỷ, phải không? Nhà họ Vi phạm thượng phải hối hận trước, lập tức hoàn trả. Cả gốc lẫn lãi, nhà họ Vi đời đời làm nô lệ và Vi Thác, toàn bộ cuộc sống hoàn trả. Cái gì? Trước khi tôi rời đi, sức khỏe của lão gia chẳng phải vẫn tốt sao? Sao lại nói đi là đi rồi? Tại sao? Tại sao? Đều là ngươi, kẻ thừa kế nhà họ Giang. Mau giết hắn cho ta. Mau giết hắn cho ta. Phá. Nữ hoàng thượng kinh, từ Thiên Kiều đến. Vi Tuấn Minh lạm dụng quyền lực, gây hại một phương, dưới phạm thượng. Theo luật đại hạ của tôi, cách chức. Nữ vương thượng kinh từ Thiên Kiều bái kiến ông Giang. Cách chức. Không, tôi không muốn. Nhà họ vệ của tôi là thế tộc Vĩnh Viễn Dạ Thiên Tử. Dựa vào cái gì mà một câu của ngươi liền cách chức của ta? Tôi muốn gặp Tôn Thượng Đế Đô. Khẩu lệnh Tôn Thượng, từ Thiên Kiều giữ thanh kiếm rồng bảo vệ đại hạ. Có quyền tiền trảm hậu tấu. Chu thần, bất kính điện chủ. Luận tội đáng trảm. Không. Đừng, người đâu? Đưa đi. Bố. Cứu con. Bố. Cứu con, cứu con đi bố. Tự làm tự chịu. Cứu tôi, cứu tôi. Ông Giang, nhà họ Triệu có tội. Ông Giang, nhà họ Nghiêm có tội. Xin ông Giang dơ cao đánh khẽ thả mạng. Nhà họ Dương có tội. Xin ông Giang dơ cao đánh khẽ thả mạng. Muộn rồi. Ông Giang, chúng tôi cũng bị Chu thần xúi dục, mới không nhận ra thần thực, mới mạo phạm ngài. Ông Giang, chúng tôi biết sai rồi. Sự việc đã đến mức này, tôi, Triệu Ngạn, nguyện tự xử để tạ lỗi và dâng toàn bộ gia sản. Còn xin ông Giang, thả cho con cháu nhà họ Triệu tôi. Ông Giang, tôi Nghiêm Diệu nguyện ý tự sát, dâng hiến toàn bộ gia sản.
xin ông Giang tha cho con cháu nhà họ Nghiêm. Nhà họ Dương tôi cũng nguyện ý. Là lỗi của em. Em không nên nuốt lời. Chúng ta bây giờ cử hành hôn lễ đi. Cử hành hôn lễ. Ai nói sẽ cưới cô chứ? Giang Bắc, 20 năm trước là nhà họ Diệp lấy hôn ước làm cam kết. Bây giờ chúng ta không nên tổ chức đám cưới sao? Đúng vậy, thực ra thì trước đây cô Diệp luôn thử thách anh. Bây giờ anh đã vượt qua thử thách rồi. Tôi nghĩ hai người nên kết hôn ngay lập tức. Đúng, đúng. Hãy để Chiến Thần Tử làm người chứng hôn cho hai người. À đúng, đúng, đúng. Chú Châu nói đúng. Hãy để Chiến Thần Tử làm người chứng hôn cho chúng ta. Cô cũng xứng đáng sao? Ông Giang, các người thật là vô liêm sỉ quá rồi. Ngay cả những lời vô liêm sỉ như vậy mà cũng có thể nói ra được. Giang Bắc, anh còn là đàn ông không? Cứ tính toán như vậy có ý nghĩa gì không? Tính toán thực lòng nói cho cô biết. Kể từ khi gia đình họ Diệp kiên quyết hối hận vào lúc đó, Đông Hải từ đó không còn chỗ đứng cho gia đình họ Diệp nữa, cũng như các người vậy. Giang Bắc, chẳng lẽ anh thực sự muốn tiêu diệt bốn gia tộc lớn sao? Không phải tôi muốn tiêu diệt các người. Nguyên nhân sâu xa đều là do các người tự chuốc lấy, đáng đời. Hối hận đi, sấm sét nổi lên, thiên phạt đến. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thiên phạt, thiên phạt, thiên phạt, thiên phạt, thiên phạt, ha ha ha. Đủ rồi, Giang Bắc, anh đã có người phụ nữ này từ lâu để chống lưng cho anh, tại sao còn phải giả thần giả quỷ ở đây? Còn muốn giữ chặt mấy gia đình chúng tôi không buông? Nếu anh sớm thừa nhận mình tài giỏi như vậy, tôi đã không hủy hôn với anh. Muốn trách thì chỉ có thể trách anh. Trách tôi. Các người cũng thật sự dám nói nhỉ. Giang Bắc, rốt cuộc anh muốn thế nào? Thế nào thì lát nữa anh sẽ biết thôi. Alo. Cái gì? Nhà Triệu phá sản rồi à? Cái gì? Nhà Nghiêm cũng phá sản rồi. Giang Bắc, tất cả chuyện này, tất cả đều do anh giở trò đúng không? Nhà họ Triệu chúng tôi nhận đánh nhận phạt, tại sao anh còn muốn đuổi cùng giết tận? Chẳng lẽ anh thật sự không thể cho thế hệ trẻ nhà họ Nghiêm một con đường sống sao? Ông Giang, chẳng lẽ ông thật sự muốn để bốn đại gia tộc với ngươi không chết không thôi mới chịu dừng lại sao? Các ngươi như châu chấu đá xe, trứng chọi đá, còn dám nói gì với ta? Những lời ngu ngốc không chết không thôi, nếu không phải các ngươi ngày đó hối hận, làm sao có ngày hôm nay? Dù gì thì nhất khế thiên phạt đâu phải chỉ nói xuông. Sát thần đến rồi. Khẩu khí lớn quá, mở miệng ngậm miệng là thiên phạt. Ngài sát thần đã đến. Chúng ta được cứu rồi, ha ha ha. Đúng vậy, sát thần là người vượt trên nữ hoàng, hơn nữa còn là chiến tướng của điện chủ. Thiên phạt cái quái gì, ông đây chẳng tin đâu. Một kẻ vô dụng chỉ biết dựa vào phụ nữ nịnh nọt vài câu mà lại tự coi mình là nhân vật, còn dám mơ tưởng bắt chúng tôi biến mất hoàn toàn khỏi Đông Hải. Từ Thiên Kiêu, bạn thật to gan. Bạn là nữ hoàng Thượng Kinh mà dám can thiệp vào chuyện ngoài Thượng Kinh. Xin hỏi sát thần đại nhân, thế nào là ngoài Thượng Kinh? Chẳng lẽ Đông Hải này không thuộc về Đại Hạ? Hoặc là nói Tôn Thượng không xứng đáng quản lý Đông Hải này? Cô nói gì? Tôi thấy rõ ràng là anh đang ngụy biện, cố tình gây rối. Sự rung động của Kiếm Dẫn Long vừa rồi là do anh gây ra. Kiếm Dẫn Long là của chủ điện Dẫn Long đời trước, để bảo vệ vận mệnh quốc gia Đại Hạ mà lưu lại nơi đây. Nay vì anh mà rung động, phải chịu tội gì? Đại nhân sát thần, kẻ vô dụng này, không chỉ khiến Kiếm Ẩn Long liên tục rung động, mà còn dưới sự bảo vệ của Tiêu Đô Đốc và Vương Giang Nam, hai người họ tuyên bố rằng bản thân chính là chủ điện, còn không biết xấu hổ mà nói rằng thanh kiếm này là của hắn. Đại nhân sát thần,
Những gì cô Diệp nói đều là sự thật, nhà Triệu tôi có thể làm chứng, nhà Nghiêm tôi cũng có thể làm chứng. Đây không phải chỗ để các người nói chuyện, lùi lại cho ta. Từ Thiên Kiêu thực sự nghĩ đây là kinh đô của ngươi, là nơi ngươi độc thoại sao? Ngài sát thần, Từ Thiên Kiêu không ngại lạm dụng chức quyền, đối với tôi đàn áp, hơn nữa còn công khai bảo vệ tên tiểu bạch kiểm này. Cô ta thậm chí không tiếc quyền lực mà tôn thượng ban cho. Cái gì? Từ Thiên Kiều, cô thật to gan. Chẳng lẽ cô không định giải thích gì sao? Cô ấy làm việc cho tôi, cần giải thích gì cho anh? Ông Giang. Sao anh gọi ông ấy là ông Giang? Có vấn đề gì không? Tài năng của ông Giang như cánh chim đại bàng, bay chín vạn dặm. Tôi gọi ông ấy là thầy. Có gì không thể? Có gì không thể? Tôi thấy cô rõ ràng là không biết xấu hổ. Còn anh nữa, để nữ hoàng thượng kinh gọi anh là ông. Hôm nay tôi muốn xem anh rốt cuộc có tài cán gì mà khiến chiến thần tôn anh làm chủ. Từ Thiên Kiều, đợi tôi thu dọn tên cuồng đồ táo bạo này, rồi sẽ đến hỏi tội cô. Sát thần, tôi nhắc lại một lần nữa, tài của ông Giang có thể sánh với cửu thiên côn bằng. Nếu anh nhất quyết không tôn trọng ông ấy, đừng trách tôi không tôn trọng anh. Từ Thiên Kiêu, cô thật lớn gan, dám dùng kiếm đối mặt với sát thần. Chẳng lẽ cô cũng muốn phản nghịch, làm trái lệnh trên sao? Sát thần, chúng ta cùng cấp. Sao gọi là làm trái lệnh trên? Hơn nữa, ở chỗ tôi, trên chỉ có đế đô tôn thượng và ông Giang. Cô nói gì? Từ Thiên Kiều, tôi hỏi cô lần cuối cùng, cô có tiếp tục sai lầm không? Từ Thiên Kiều, cô thật ngu ngốc, chỉ vì một chút tự ái mà dám đối đầu với thần sát đại nhân. Thần sát đại nhân, Từ Thiên Kiều ngoan cố không biết hối cải, theo luật pháp đại hạ phải bị trừng phạt. Sát thần đại nhân, Dạ Thiên Tử nói không sai, cô ta đáng bị trừng phạt. Đàn bà mà dám đánh tôi, dù cô là nữ hoàng thì đã sao? Hôm nay đắc tội với sát thần, ngươi cũng sẽ bị trừng phạt, ngay cả hắn cũng không thoát được. Từ Thiên Kiều, ngươi quá đáng rồi. Sát thần, ta dạy dỗ anh, khuyên anh đừng lo chuyện bao đồng, lo chuyện bao đồng. Hôm nay chuyện này tôi nhất định sẽ can thiệp. Sát thần đại nhân, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thực ra ông Giang Giang, ông ấy... Đủ rồi, Giang Nam Vương, sát thần đại nhân đang xử lý việc ở đây, anh chen ngang có ý gì? Dạ Thiên Tử, anh đừng vu khống người khác nhé. Anh không biết ông Giang là ai sao? Ai cơ? Chỉ là con cháu của nhà họ Giang, là bạch diện thư sinh của Từ Thiên Giao thôi. Chẳng lẽ anh ta là điện chủ sao? Vệ Tuấn Minh, tiệm cầm đồ Ẩn Long à? Chẳng phải chỉ là một tiệm cầm đồ tồi sao? Đợi đã, tiệm cầm đồ Ẩn Long, chẳng lẽ là kiếm Ẩn Long? Giang Nam Vương, ngươi không lẽ coi nó là một tiệm cầm đồ tồi, làm chủ Long Ẩn đi? Ngươi có biết không, sát thần đại nhân từng là chiến tướng dưới trướng điện chủ. Sát thần đại nhân, tại hạ khuyên ngài suy nghĩ kỹ. Giang Nam Vương, ngươi có ý gì? Bản sát thần làm việc, còn cần ngươi dạy sao? Lui xuống. Giang Nam Vương, chẳng lẽ ngươi cũng muốn dưới phạm thượng, trái lệnh bản sát thần? Bề tôi không dám, bề tôi chỉ không muốn sát thần đại nhân sai lại càng sai nên. Kính xin sát thần đại nhân, đủ rồi, lui xuống. Nếu không thì chết. Thật sao? Ha ha ha. Tiểu bạch kiểm, đến lúc này rồi, ngươi còn giả vờ bình tĩnh, cho ngươi cơ hội tự xử thế nào? Ngươi chưa xứng đáng để ta tự sát. Đi chết đi. Đã ngươi thích tự sát đến vậy, thì ngươi tự sát trước đi. Chẳng lẽ Dạ Thiên Tử cứ thế mà chết? Đồ vô dụng, ngươi đã làm gì với Dạ Thiên Tử? Hắn đã bảo ta tự sát rồi, chẳng lẽ ta không để hắn chết sao? Mày! Đồ vô dụng! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.
đồ vô dụng, đi chết đi. Lùi lại, nếu không thì chết. Được được được, nếu ngươi đã cố chấp, thì ta sẽ giúp ngươi tọa nguyện. Đồ đàn bà hôi hám dám đánh ta, đáng đời. Đại nhân sát thần uy vũ. Đại nhân sát thần uy vũ. Đại nhân sát thần. Hắn mới là kẻ chủ mưu của mọi chuyện này, bởi vì nữ hoàng đã bị tên vô dụng không biết xấu hổ này lừa gạt. Dù dỗ nữ hoàng, tội của ngươi không thể tha thứ. Đụng tới kiếm ẩn long, ngươi càng đáng chết. Đồ vô dụng, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Lùi lại, hắn vẫn chưa thể làm ta bị thương. Đồ vô dụng, chết đi. Phá. Ngươi có thể làm thanh long kiếm rung động, chỉ có thể là điện chủ thanh long. Chẳng lẽ là vận mệnh quốc gia đại hạ? Gan thật lớn. Kiếm ẩn long không phải chủ điện ẩn long thì không được chạm vào. Bây giờ ngươi vì muốn trộm vận mệnh quốc gia của đại hạ mà dám nhiều lần gây ra tiếng rồng gầm giận dữ. Ta đã sớm nói rồi, hắn căn bản không phải là chủ điện ẩn long. Không ngờ, không phải thì thôi, anh ta vậy mà lại âm thầm muốn ra tay với kiếm ẩn long. Kẻ phản bội muốn trộm vận nước. Đúng vậy, trộm vận nước đại hiệp. Bất kể là ai, dù sao cũng phải ai cũng muốn trừ khử. Đồ vô dụng, thật là gan to bằng trời, dám ăn trộm vận mệnh quốc gia. Con nhóc chết tiệt, nghe thấy chưa? Còn không mau cắt đứt quan hệ với đồ vô dụng này. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi không, ông Giang sẽ không đánh cắp vận mệnh của đại hạ. Đúng vậy, ông Giang tuyệt đối không phải là người đánh cắp vận mệnh của đại hạ. Thưa thần sát thủ, chúng tôi nguyện dùng sinh mạng để đảm bảo cho ông Giang. Ông ấy tuyệt đối không phải là kẻ đánh cắp vận mệnh. Câm miệng, lui xuống. Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn vì hắn mất mạng mình hay sao? Sát thần đại nhân, ngài dù là chiến tướng của điện chủ, tại sao nói hắn không phải điện chủ? Sát thần đại nhân, Chu Hán Đông, xin ngài suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ kỹ, ông đang dạy tôi làm việc. Tôi không dám. Chỉ là sát thần đại nhân, nếu không phân biệt trắng đen, tôi tiêu dực dù chết cũng phải bảo vệ ông Giang. Đối với tôi, Chu Hán Đông dù có chết cũng phải bảo vệ ông Giang. Sát thần đại nhân, tiêu dực khuyên ngài một câu. Nếu ông Giang thực sự là điện chủ, lúc đó ngài sẽ làm thế nào để kết thúc? Thật là trò cười lớn. Ta, sát thần đại hạ, chỉ dựa vào mấy con kiến như các ngươi, mày cũng xứng đáng khuyên bảo tao. Mày, kẻ trộm quốc vận đại hạ thì phải chết. Nếu các ngươi vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, thì hãy cùng bọn chúng đi chết đi. Vậy sao? Giang Bắc, chúng ta đi thôi. Đi. Hôm nay anh ta phải chết. Tôi cầu xin các anh. Ông Giang, anh ta chỉ đùa thôi. Mọi người đừng tin. Xin hãy để chúng tôi đi. Đừng quỳ xuống. Tôi, Giang Bắc, vẫn chưa đến mức phải để phụ nữ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng... Chị, tin tôi đi. Chịu chết đi. Chết đi. Cẩn thận. Kẻ quấy rối phải chết. Chết. Khẩu khí lớn quá. Muốn chết. Ngươi cũng xứng. Kiếm đến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kiếm Ẩn Long lại bảo vệ chủ. Điều này làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai mà có thể khiến Kiếm Ẩn Long bảo vệ chủ nhân? Giang gia Giang Bắc. Không thể nào. Ngươi là hậu duệ của Giang gia, sao có thể khiến Kiếm Ẩn Long bảo vệ chủ nhân? Trừ khi ngươi là chủ nhân của Ẩn Long. Chết đi. Ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Ta là sát thần đại hạ. Sát thần đại hạ sao? Ngươi là đồ vô dụng mà dám đối xử với ta như vậy. Nếu ngươi giết ta, ngươi không chỉ bị truy sát bởi đại hạ, ngay cả họ cũng phải chết vì ngươi. Phải không? Đồ vô dụng, ngươi dám đối xử với ta như thế. Là thế sao? À. Con cháu nhà Giang, ta khuyên ngươi mau thả ta ra. Tất cả những chuyện trước đây, tôi có thể xóa sạch mọi thứ. Nếu không, đợi sư phụ tôi đến, anh muốn đi cũng không đi được. Đi thôi. Buồn cười. Chỉ cần anh tha cho tôi sẽ nói cho anh một bí mật. Anh chưa đủ tư cách để đàm phán với tôi. Nếu tôi nói với anh, chị của bạn, Giang Tâm, vẫn còn sống. Bạn nói gì? Chị của tôi, cô ấy vẫn đang sống. Cô ấy ở đâu? Năm đó quốc sư tình cờ biết được huyết mạch của gia đình Giang các người, có thể cung cấp cho hắn tu luyện cấm kỵ tiên thuật của đại hạ, vì thế diệt sạch cả gia tộc Giang. Nhưng sau đó mới biết, chỉ có máu của một người có thể cung cấp cho hắn tu luyện, người đó chính là chị của ngươi. Giang Tâm. Tư Đồ Bá Nghiệp. Chẳng lẽ sư phụ nói kẻ phản bội Điện Ẩn Long chính là hắn? Tiếp tục nói đi. Vì vậy quốc sư đã giam giữ chị của ngươi suốt 20 năm. Mỗi ngày đều rút máu tươi của chị ấy để quốc sư tu luyện tiên thuật. 20 năm. À. Lão Tặc. Ta với ngươi không đội trời chung. Quốc sư đại hạ Tư Đồ Bá Nghiệp đến. Ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cũng xứng đáng mà bàn luận trước quốc sư ta. Không đội trời chung, hư buồn cười quá. Quốc sư, cứu tôi. Đồ vô dụng, ngươi dám phản bội ta, giữ ngươi có ích gì? Quốc sư, ngài không thể như vậy, chuyện nhỏ nhặt như thế cũng cần tôi ra tay. Giữ ngươi có ích gì? Kiếm đến. À, cái này. Sao có thể? Kiếm Ẩn Long không phải chỉ có điện chủ Ẩn Long mới có thể rút ra sao? Sao lại có thể? Chẳng lẽ phong ấn do lão già đó để lại vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy? Nhưng xích khóa rồng giờ đã bị phá hủy. Kiếm đến. Kiếm đến. Đứng lại. Muốn chết. Cẩn thận. Cẩn thận. Muốn chết là các ngươi. Ngông cuồng. Đồ già, đã đề phòng tôi suốt 20 năm, 30 năm rồi, sợi xích khóa rồng đã đứt, vậy mà vẫn đề phòng tôi. Tên trộm già, chịu chết đi. Cút đi. Cút đi. Hiện. Đồ già. Ngay cả bàn tính rồng vàng này cũng cho ngươi. Hắn. Hừ, thật đáng chết mà. Lão Tặc,
Ngươi đáng chết là ngươi. Trước đây ngươi đánh lén sư phụ, phản bội Ẩn Long Điện, ý đồ chiếm đoạt kiếm Ẩn Long, chính là đại nghịch bất đạo, trời đất khó dung. Sau đó còn hại cả nhà họ Giang ta. Dù có chém ngàn đao vạn nhát, cũng khó ngươi mối hận trong lòng ta. Nói như vậy, ngươi muốn chém ta à? Hừ, thử xem. Không biết sống chết, đừng nói là ngươi. Ngay cả lão già năm đó, cũng không dám chắc có thể giết ta. Bây giờ ta đã đạt cảnh giới tông sư, giới tiên nhân ta là mạnh nhất, chỉ dựa vào ngươi mà xứng sao. Tất nhiên hôm nay nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra bản tính kim do lòng, ta sẽ tha cho ngươi không chết, ngươi không xứng. Chủ nhân, kẻ cản trở đã được giải quyết, giao ra bản tính kim giao long, ta sẽ tha cho ngươi không chết, tôi đã nói ngươi không xứng đáng. Tôi đã nói ngươi không xứng đáng. Kẻ ngông cuồng, dám xúc phạm quốc sư, xem tôi có chém cậu không. Giang Bắc, anh thật sự làm người ta bất ngờ. Không ngờ anh đã đạt đến cảnh giới võ giả. Đáng tiếc là ở chỗ tôi vẫn chưa đủ. Vì ngươi không chịu ngoan ngoãn giao nộp bản tính kim giao long, thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là dưới tông sư đều là kiến. Dù sao giết ngươi xong bản tính kim giao long cũng là của ta. Chẳng lẽ vận mệnh của đại hạ sẽ bị chôn vùi tại đây sao? Giang Bắc chắc chắn sẽ không sao đâu, tôi tin anh. Dù anh là điện chủ thì đã sao, trước mặt quốc sư cũng chỉ là vô dụng. Giang Bắc, hiện nay quốc sư đã đạt đến cảnh giới tông sư, bóp chết anh còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Toàn bộ đại hạ e rằng không ai có thể trụ nổi một phút trong tay quốc sư đâu. Thực lực của quốc sư thật đáng sợ. Đồ vô dụng, mau chịu trói đi. Đừng đợi đến khi quốc sư muốn giết ngươi mới cầu xin. Khi đó sẽ quá muộn. Đồ vô dụng vẫn là đồ vô dụng, vẫn không nhận ra thực tế. Giang Bắc đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa, lão tặc? Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Không biết sống chết. Giang Bắc, ông Giang. Khoảng cách giữa tôi và ông là một trời một vực. Người ta nói trứng sao và nổi đá. Giang Bắc, anh vẫn chưa cam chịu sao? Lão tặc, mệnh ta do ta không do trời, tìm chết. Người tìm chết chính là ngươi. Kiếm tới. Lão tặc, hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi. Phò trợ chính đạo đại hạ, hiến tế bằng máu cho nhà họ Giang, 120 linh hồn trên trời. Ha ha ha. Chỉ với một kẻ tầm thường, ở cảnh giới võ giả như ngươi mà cũng xứng. Giang Bắc, dù ngươi có kiếm Ẩn Long trong tay, nhưng cảnh giới của ngươi và ta trên lệch hẳn hai cảnh giới. Vì vậy hôm nay ta nhất định phải chém ngươi, và kiếm Ẩn Long chắc chắn sẽ thuộc về ta. Chỉ cần ta có thể tu luyện kiếm Ẩn Long, đằng sau tiềm ẩn tiên pháp, đó chính là nghịch thiên cải mệnh, trở thành tiên nhân thực sự. Ngươi không có thuốc chữa, chết không đáng tiếc. Đi chết đi. Giang Bắc, người đáng chết là ngươi. Vì tại sao? Rõ ràng tôi là cảnh giới tông sư. Ngươi chẳng lẽ không phải là cảnh giới võ giả? Không. Không thể nào,
khí tức ngươi tỏa ra rõ ràng chính là cảnh giới võ giả. Tôi biết rồi, nhất định là nó, nhất định là nó. Lão tặc lên đường đi. Cái này sao lại thế? Làm tốt lắm. Tôn thượng hộ pháp đến. Tôn thượng có chỉ, quốc sư Tư Đồ Bá Nghiệp nắm giữ triều chính, ngầm liên kết với vua Côn Luân, âm mưu đại hạ trong 20 năm, chuyên quyền ngang ngược, hại trung thần vô số kể, giang bắc không loạn phản chính, trừ bỏ ác tặc, trả lại sự ổn định cho đại hạ, đập phong hộ quốc thần vương. Giang bắc nhận chỉ. Giang bắc nhận chỉ. Giang bắc có ngần ấy người, anh định làm thế nào? Đông Hải tứ đại gia tộc vi phạm hiệp ước trước, trừ gia tộc Diệp, diệt cả 9 tộc còn lại, Diệp Tuyền ăn xin đến chết. Giang Bắc, ngươi đã phá hoại việc tốt của bản vương. Bản vương với ngươi không đội trời chung. Một năm sau bản vương nhất định sẽ trở lại. Đây là giọng của vua Côn Lôn. Không ổn. Vua Côn Lôn và đỉnh Bắc Hải sắp phá phong ấn mà ra. Nếu để vua Côn Lôn phá phong ấn mà ra, thế giới chắc chắn sẽ đại loạn. Giang Bắc, ta đại diện cho tôn thượng, nguyện dâng nửa phần quốc vận, đổi lấy kiếm ẩn long để chấn giữ quốc vận đại hạ, để bảo vệ sự an nguy của đại hạ, nửa vận mệnh quốc gia. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ rồi. Tuyết khế làm chứng, trời đất làm chứng, nếu vi phạm, trời đất đều bỏ rơi. Thank you.